Em xin chào cả nhà mê hoạ lan trên mọi miền nhé. Hôm nay thì vườn em nở được một vài cái thân dạ hạt chớp Mỹ đó. Thì em sẽ ghép nó vào một cái chậu để trưng và chơi cũng như là để khoe với cả nhà. Cảm nhận cái màu hoa, cái hương hoa và cái nét đẹp riêng của một dòng dạ hạt lai. Vâng, cây này thì được gọi là cây cây chớp Mỹ đó. Cái cánh của nó thì nó tím tím trắng trắng như thế này, cơ bản là nhìn rất là dễ thương, nhưng mà một cái điều đặc biệt là rất là thơm nha cả nhà, thơm tới tối luôn. Buổi tối em ngồi bán hàng mà vẫn thấy thơm phảng phất, thơm đã lắm luôn. Năm trước thì cây này tính ra là cả triệu một thân ạ, nhưng mà thị trường lan bây giờ thì là rẻ hơn khá là nhiều so với những năm trước rồi. Vì thế là anh chị mình chưa có hoặc là muốn mua về thêm chưng chơi biếu gì đó thì tranh thủ mua, tại vì em bán trong vòng 10 ngày nữa là em không giao hàng được nữa rồi, bởi vì cận Tết thì hàng nó ứ động nhiều đó. Em muốn là độ an toàn cao, hạn chế như rủi ro, cho nên là sẽ giao sớm. Vâng, em sẽ giao trong vòng 10 ngày nữa. Đây là một cây chớp Mỹ. Ở đây thì em còn một vài chậu, toàn chậu 2 thân không thôi nha cả nhà. Chậu 2 thân thì chiều dài của các chậu là 60, 70, 80. Có cây cả 1 mét nữa. Nhưng mà độ đồng lại thì em bán là cái chậu mà dài nhất ấy, thì bán là 300 nghìn một chậu là 2 thân. Còn cái chậu nó vừa vừa, ví dụ chậu này, đó là em đánh giá là chậu số 05. Các anh thấy không, mầm gốc cũng lên ok nè. Cái thân này thì không dài lắm, này thì là 250. Đó, ví dụ 250 một chậu 2 thân như thế này. Chậu này là chậu ngắn nhất. Rồi, còn lại các chậu thì nó cũng khá khá hơn, mà em cũng bán giá cũng vậy thôi. Như chậu này thì em ghi là chậu số 7 ha. Đó, chậu số 7 thì hết lá rồi, nhưng mà nụ khá là ổn luôn, không trượt phát nào luôn. Ở chỗ này em còn vài ba chậu thôi. Các bác có nhu cầu sưu tầm thì cứ để lại số em gọi nhá. Từ bây giờ đến chiều em cũng phải đóng hàng đấy, các bác cũng thông cảm là không có đủ thời gian để trả lời tin nhắn cho từng người một. Nói chung là cận Tết rồi, em cũng được khách thương cho nên là em cũng còn khá nhiều đơn không giao kịp ấy ạ. Mầm gốc rồi là ok luôn. Còn chậu này em ghi là chậu số 6 ha. Chậu này là 300, là bởi vì có một thân dài khoảng tầm hơn 1 mét, một thân thì nó ngắn hơn. Đây thì bù que xuất lại, và chậu này là có 300, còn lại là tầm 260, 250 gì đó. Đấy, chậu số 3 thì là 250 là chậu ở trong này. Đó, chậu này thì mầm đẹp rồi, mầm gốc ok này, nhưng mà thân thì khoảng tầm 450 thôi, còn đang lá, nụ cũng khá là ổn luôn. Nói chung là nụ thân hoa lá đẹp. Các bác có nhu cầu sưu tầm thì tranh thủ. Này em mới nói chung là nhặt được vài chậu thì đụng đâu thì ghi đấy. Cả nhà quan tâm yêu thương ủng hộ thì để lại số em gọi ha, hoặc nhắn tin nhắn số qua là em gọi luôn. Điện thoại em nhiều tiền lắm, có điều là thời gian không có nhiều thôi. Các anh chị yêu thương sưu tầm thì cứ gọi cho em, gọi Zalo, Messenger gì cũng đều được hết. Vâng, số của em là 0916582133. Mong cả nhà chia sẻ ủng hộ nha. Chúc cả nhà buổi trưa. Hôm nay là ngày cuối tháng 12 rồi, là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm. Em chúc cả nhà sức khỏe nha.